Kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết biển ngày 6 tháng 8 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa bà con, cùng với sự đi lên của cơn bão Ha Long thì giải mưa dông hầu như là chỉ vắt qua khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm có quần đảo Hoàng Sa, gây mưa dông rải rác với gió Tây Nam thịnh hành với cường độ là cấp 4, cấp 5. Trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và vùng Nam Biển Đông, bao gồm có quần đảo Trường Sa thì mưa giảm hơn về lượng, chỉ còn xảy ra rải rác vào lúc chiều tối với lượng là từ 5 cho đến 10mm. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm cũng giảm dần tại các vùng biển phía Nam. Riêng tại chạp đảo Phú Quý của Bình Thuận, trong đêm qua vẫn có gió Tây Nam mạnh khoảng từ 10 đến 11m trên giây, tương đương với cấp 6. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, giải mưa dông ngang qua khu vực Bắc Biển Đông còn duy trì và có xu hướng là tiếp tục dịch chuyển chậm lên phía Bắc. Do vậy mà vùng Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa thì tiếp tục duy trì là mưa dông, gió Tây Nam có cường độ là cấp 4, cấp 5. Vùng ngoài khơi có thời điểm mạnh lên cấp 6. Trong mưa dông cần cảnh giác với khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Bà con ngư dân cần hết sức lưu ý khi cho tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển này để tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ thời tiết không ổn định, mưa dông có khả năng xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Trong cơn dông còn đi kèm các hiện tượng nguy hiểm như là lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Đông Nam mạnh cấp 4, có lúc cấp 5, sóng biển cao là từ 1 đến 2 mét. Tuy nhiên, do có mưa dông nên khuyến cáo các tàu thuyền nhỏ nên hạn chế ra khơi xa. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ thì giảm mưa hơn phần phía Bắc. Thời tiết thì chỉ có mưa rào rải rác vào thời điểm đêm nay và chiều tối mai. Còn ban ngày, thời tiết tạnh ráo hơn, có nắng và thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Gió tại đây thổi đều theo hướng Tây Nam khoảng cấp 4, cấp 5, cùng sóng biển dao động xung quanh ngưỡng là 1,5 mét. Vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, thời tiết phổ biến là chỉ có mưa vài nơi nên tầm nhìn thoáng, gió cũng chỉ có cường độ là cấp 4 nên tình trạng biển bình thường. Kiểu thời tiết này sẽ còn duy trì trong vòng 2 đến 3 ngày tới nên bà con khu vực có thể tiến hành các hoạt động khai thác, đánh bắt gần và cả xa bờ. Chỉ lưu ý với bà con là ban ngày trời khá oi và nóng, tại trạm Cồn Cỏ và Lý Sơn nhiệt độ tăng trở lại ở mức là từ 33 cho đến 35 độ. Nên bà con nên chuẩn bị mang theo các vật dụng thiết yếu, đặc biệt là nên dự trữ đủ nước ngọt. Vùng biển Bình Định đến Ninh Thuận, đảo Phú Quý thì gió cũng thịnh hành theo hướng Tây Nam có cường độ là cấp 4, cấp 5. Sóng biển tại đây cao hơn phần phía Bắc, có lúc đạt tới 2 mét nên tàu thuyền nhỏ cũng cần lưu ý. Tuy nhiên, thời tiết tại đây khá tốt, trời ít mưa và tầm nhìn thoáng nên nhìn chung vẫn thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Côn Đảo, gió giảm dần về cường độ, chỉ còn khoảng cấp 5, mưa rào xảy ra rải rác vào lúc chiều tối. Tuy nhiên, với lượng cũng giảm dần nên thời tiết sẽ trở lại thuận lợi cho cuộc sống sinh hoạt của ngư dân vùng biển. Các hoạt động khai thác đánh bắt gần và xa bờ cũng có thể tiến hành thuận lợi hơn trong thời điểm ban ngày. Vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu, tình trạng biển bình thường, gió tại đây chỉ thổi với cường độ là khoảng cấp 4. Thời tiết khá thuận lợi trong thời điểm ban ngày, tuy nhiên sau khoảng 16 giờ chiều, bà con cần lưu ý với những đám mây dông có thể cho mưa rào khiến tầm nhìn bị giảm thấp trong mưa. Vùng biển Vịnh Thái Lan thì gió thịnh hành theo hướng Tây Nam với cường độ trung bình và sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Mưa rào rải rác thường xảy ra vào khoảng chiều tối nên bà con cần cảnh giác với khả năng gió giật và tầm nhìn giảm trong mưa dông. Khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa thì thời tiết xấu hơn các vùng biển khác. Trời đầy mưa dông và mưa có khả năng xuất hiện bất kể thời điểm trong ngày. Gió cũng mạnh dần đạt cấp 5, có lúc cấp 6. Trong cơn dông còn kèm theo cả lốc xoáy, gió giật mạnh nên gây trở ngại cho hoạt động của tàu thuyền. Theo nhận định xa hơn của các chuyên gia khí tượng thì kiểu thời tiết này ít nhất còn duy trì trong 1 đến 2 ngày tới. Nên bà con ngư dân cần lưu ý để có thể có kế hoạch hoạt động an toàn và hiệu quả. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc thì giảm mưa hơn thời kỳ trước. Trong đêm nay và ngày mai chỉ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam có cường độ là cấp 5, giật trên cấp 5 cùng sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Thời tiết ít mưa cùng tình trạng biển không động sẽ còn kéo dài trong vài ba ngày tới nên thuận lợi cho các hoạt động hàng hải trên khu vực. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Song Tử Tây thì gió Tây Nam thịnh hành với cường độ là khoảng cấp 5. Mưa dông cũng chỉ còn xảy ra vài nơi trong khoảng chiều tối và đêm, nên thời tiết tại đây sẽ ổn định trở lại và thuận lợi hơn cho các hoạt động khai thác, đánh bắt thủy hải sản của bà con. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết biển của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt.